nhỏ trải nghiệm nhiều thứ để mà cải tiến, phải tiến khắc ở trong đầu. Thủa nhỏ xương gió làm phải chịu thương khó, đây đó tâm luôn mong cầu. Đây là Nam Nhi một tay chống núi, phải có ý chí gục ngã cắm cúi, che trời ngắm biển nên cuộc đời đã thấm muối, nên là sao wow chứ cứ lên sàn tay thêm băng đồ, thách đấu thì phải đeo găng vô, xét khí sẽ ta hung hăng nô, chiến đấu tới cùng để cho người ta tung hô. Nghi và tập luyện chịu đấm đắng cây cũng nhiều lần, bị chỉ trích nhưng mà thích phải làm liền nên mình tiến bước cao cũng nhiều phần. Lên đây để mà cắn cơ, ánh mắt dần thấm mơ, tranh nhau con đường đua quyết tâm không được thua, một tiếng đấy không còn đáng ngờ. Chẳng có gì để mà ngán lấy đôi chân, hằng lại sức chén với môi thơm, sống cho hạnh diện người tôi thân, mình quen từ the champion. Năm tuy lên 15 tuổi, mơ làm idol, ba lô em là bút viết, mà cầm chân tay cây mây rồi. Bởi nhiệt độ còn nhiều người chê, không vay rồi. Nhiệt huyết ngay vẫn bùng cháy, mà nhiều demo chưa phải nào. Thì phải cố gắng từng ngày mà uống nắng, thành quả là tự tạo số phận. Yeah. Learn to see, train my pain.